chút nắng ấm đi về phía chân trời, có chiều gió mát theo từng bước chân người, có tiếng sóng vỗ lên bờ cát êm đềm, hát lên tình khúc trên biển xanh. Đến với nắng ấm với mình giữa mây trời, đến với chút gió tôi nhẹ má thêm hồng, đến với tiếng sóng trên bờ cát trao tình, hát lên tình khúc trên biển xanh. Dũng và Quỳnh Hương xin kính chào quý vị. Một lần nữa, Trung tâm Asia lại hân hoan chào đón quý vị trong chương trình Dạ Vũ trên Biển Xanh để đánh dấu mùa hè của năm 1999 và cũng là mùa hè cuối cùng của thế kỷ. Phải không anh Dũng? Đúng rồi. Như vậy là chúng ta sắp sửa bước sang thế kỷ thứ 21. Coi như chúng mình là những người may mắn sống suốt hai thế kỷ. Nghe anh nói mà cảm thấy mình già quá đi. Thì cũng phải chịu thôi, thời gian trôi qua. Thế thì trong những chương trình kế tiếp sẽ phải gọi anh Dũng là gì đây? Lúc đó thì Quỳnh Hương cứ tự nhiên giới thiệu là chương trình ngày hôm nay sẽ được điều khiển bởi cụ ông anh Dũng và cụ bà Quỳnh Hương. Thôi, nếu mà anh nói đến thế kỷ thì có phải là 100 năm phải không anh? Có một câu chuyện Quỳnh Hương muốn kể cho anh Dũng với lại quý vị nghe. Có một anh chàng nọ luôn luôn chỉ muốn thích sống trong giàu sang phú quý mà lại không chịu làm ăn gì cả. Vậy là người làm biếng phải không? Mà lại còn khôn nữa, phải không anh? Nhưng mà một hôm anh ngủ mơ mới thấy có tiên ông, thì anh ta mới hỏi tiên ông một câu. Thưa tiên ông, thế một thế kỷ dưới trần gian đối với tiên ông là bao lâu? Thì lúc đó tiên ông lại mỉm cười trả lời, một thế kỷ dưới trần gian đối với ta chỉ là một phút thôi. À. Ừ, anh lại hỏi tiếp, thế còn $1,000,000 đối với tiên ông là bao nhiêu? Tiên ông lúc đó thì lại vuốt hàm râu dài trả lời, $1,000,000 đối với ta chỉ đáng $1 mà thôi. Anh ta mới mừng, anh biết không, lúc đó thì khúng núm xuống, nói với tiên ông là, thưa tiên ông, như vậy thì chỉ cho con xin $1 của tiên ông thôi. Lúc này thì tiên ông vừa mỉm cười, vừa vuốt hàm râu dài trả lời, dễ thôi, con chịu khó đợi ta một phút là có $1 ngay. Anh hiểu chưa?
Tiếng ông rất là hóm hỉnh phải không Quỳnh Hương? Mà lại còn đáo đề nữa cơ phải không anh? Kính thưa quý vị vừa thưởng thức phần mở màn của chương trình qua một nhạc phẩm Yêu Nhau Trên Biển. Đây là sáng tác mới của nhạc sĩ Trúc Hồ qua phần trình bày của nam ca sĩ Gia Huy. Trong chiều hướng khám phá và giới thiệu đến quý khán thính giả yêu nhạc khắp nơi, những tài năng trẻ hầu tạo một luồng gió mới trong lĩnh vực ca nhạc tại hải ngoại. Trung tâm Asia luôn luôn tìm tòi và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tiếng hát trẻ có thể nối gót kịp các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị. Và ngày hôm nay, một trong những tiếng hát trẻ mà chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị đó là nữ ca sĩ Trish trong nhạc phẩm I Love You Baby. Bài hát vừa rồi em hát rất là hay và em trình diễn rất là dễ thương. Em có thể cho khán giả biết là em bài hát này tên là gì không? Bài đó mang tên là I Love You Baby. I Love You Baby. Đây là một nhạc phẩm Hoa Kỳ hay là bài hát Việt Nam rồi em đổi lời? Dạ không, em với nhạc sĩ Trúc Sinh viết bài hát này. Như vậy là bài hát này và em và nhạc sĩ Trúc Sinh sáng tác.
Dạ phải không? Dạ. Như vậy em có học nhạc hả? Dạ có. Em có học nhạc, em dạ. học về cái gì? Em học piano. Em học về piano, em học dạ. bao nhiêu năm? Em học lúc từ lúc em học lớp 3. Cùng học lớp 3? Dạ, khoảng chừng 8 tuổi. 8 tuổi, như dạ. vậy là bây giờ em mấy tuổi rồi? Giấu hả? Dạ. Rồi, tôi cũng được. Em hình như là anh biết là trong tương lai thì trung tâm IJA sắp sửa phát hành cho em một cái cuốn CD mới, phải không? Dạ. Em có thể giới thiệu vài dòng về cuốn CD này với mọi người không? Cuốn CD tựa đề là gì? Mình chưa biết. Chưa biết, dạ. mình chưa biết nữa. Dạ. Mình chưa biết làm sao anh biết. Được rồi, nhưng mà trong đó có những bài hát nào, có cái bài hát em vừa dạ. trình diễn không? Dạ, I Love You Baby, có. Mà em có biết là khi nào thì cuốn CD đó ra mắt không? Dạ, không. Cũng không biết chưa luôn biết. Như vậy thì lát nữa anh sẽ đi kiếm anh Trúc Hồ anh hỏi, phải không? Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, anh chúc cho em trong tương lai sẽ sáng tác được nhiều nhạc phẩm hay hơn nữa. Và trình diễn lúc nào cũng tươi vui, sống động ha. Dạ. Và giọng hát càng ngày càng hay hơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Kính thưa quý vị, như quý vị vừa thấy thì nền ca nhạc tại hải ngoại hiện nay xuất hiện rất nhiều những gương mặt mới. Mà như chúng ta đã thấy phần trình diễn của Trish, họ đều chứng tỏ là một khả năng rất là vững vàng trong cái lĩnh vực ca nhạc. Để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một gương mặt trẻ khác. Và anh hiện đang cũng là một gương mặt rất được nhiều người ái mộ. Xin giới thiệu đến cùng quý vị một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Anh Bằng với tựa đề Từ Lúc Em Đi. Đặc phẩm này được trình bày với tiếng hát nam ca sĩ Trường Vũ. Từ lúc em đi.
Anh Dũng à, thường thường người ta hay ca tụng những cái đôi môi đẹp, chẳng hạn như là khi nói đến đôi môi mọng nè, rồi đôi môi trái tim. Thế có bao giờ nghe nói đến môi ô mai chưa vậy? Môi mọng hay môi trái tim thì đúng là để người ta diễn tả những đôi môi đẹp như Quỳnh Hương nói ha. Anh Dũng nghĩ đôi môi ô mai đó chắc có lẽ là tác giả muốn nhắc đến cái lứa tuổi ngây thơ, lứa tuổi học trò, dễ thương, lứa tuổi thích ăn ô mai. Nói đến những cái đôi môi xinh xắn, thơm tho mà người ta nhìn vào là người ta thấy hấp dẫn, giống như là... Đấy, đấy, sắp sửa méo mó cái gì đây đấy? Không, từ từ, giống như là viên ô mai vậy đó mà. Đúng rồi, nếu mà anh nói viên ô mai thì Quỳnh Hương công nhận. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thấy cái câu môi ô mai sao nghe nó cũng tỉnh tự dễ thương quá. Dễ thương quá. Như vậy thì chuẩn bị đi, từ giờ trở đi chúng ta còn sẽ nghe nhiều đôi môi lắm nữa. Vậy hả? Chẳng hạn như là môi me chua nè, môi trùm ruột nè, rồi môi xoài tượng nè. Rồi môi cái gì? Thôi cho xin đi. Trưa hè nắng nóng như vậy mà nghe Quỳnh Hương mà diễn tả những cái đôi môi đó, chịu không có nổi. Có người thèm. Vâng thưa quý vị, và bây giờ để trở lại với chương trình, mời quý vị thưởng thức một sáng tác mới rất là dễ thương của nhạc sĩ Trúc Hồ. Tác phẩm mang tựa đề Môi ô mai. Tác phẩm này được trình bày với tiếng hát Diệp Thanh Thanh. Quỳnh Hương nè, Quỳnh Hương có để ý thấy một điều là mỗi khi mà có một cái chuyện tình mà tan vỡ đó, thường thường người ta hay có cái khuynh hướng là đổ tất cả mọi tội lỗi cho phái nam chúng tôi. Đúng. Còn đúng nữa à? Tại sao lại bất công tại như vậy? Tại sao? Chẳng có cái gì bất công cả. Anh cứ ngẫm nghĩ đi, mỗi khi một cuộc tình dở dang
thì người phụ nữ hay là người đàn bà đều phải chịu những cái thiệt thòi mất mát. Làm sao mà anh cứ than là bất công, chẳng bất công tí nào cả. Không, anh cũng không đồng ý với Quỳnh Hương chỗ này. Quỳnh Hương như vậy là còn thiên vị lắm đó. Quỳnh Hương phải thấy là đâu. Nhiều khi một cuộc tình như vậy thì cánh đàn ông chúng tôi cũng gặp nhiều thiệt thòi vậy, cũng bị người ta lợi dụng rồi bị người ta bỏ rơi. Bây giờ hỏi thật anh chứ, ai là người may mắn thế? Cái anh chàng này không những vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, mà lại còn hát hay và được mọi người ưa thích nữa. Thế hả? Anh chàng nào đấy? Quỳnh Hương biết ai không? Ai? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe cái tâm sự này qua một nhạc phẩm ngoại quốc lời Việt của Trần Ngọc Sơn. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Dối Gian qua phần trình bày của Lâm Nhật Tiến. Quỳnh Hương nhớ hồi cái thời còn là một nữ sinh trung học, anh biết không, hay cùng bạn bè sưu tầm những cái câu định nghĩa nè, rồi câu thơ, ngay cả những cái câu danh ngôn nói về tình yêu, mà cho đến bây giờ có một câu vẫn còn nhớ đó thưa anh. Chắc là cái câu đó phải hay lắm cho nên Quỳnh Hương mới nhớ phải không? Nghe nói đến tình yêu là hỏi ngay đó quý vị thấy không? Thôi thì cái câu đó thế nào thì kể cho anh Dũng nghe với. Vâng, cái câu đó như thế này, trong lĩnh vực tình yêu không ai có thể níu kéo hay là van xin được, anh thấy có đúng không nào? Đúng quá chứ còn gì nữa.
Anh Dũng cũng nhớ có một bài hát mà chúng ta sắp nghe đó, có cái câu cũng hay lắm. Khi tình yêu đã hết, còn tìm đến nhau chỉ là thêm đớn đau. Thôi thì hãy cố quên khi tình yêu đã lỡ làng. Quỳnh Hương thấy hay không? Anh như vậy là anh còn nhớ nhiều câu độc đáo hơn Quỳnh Hương rồi còn gì nữa. Thưa quý vị, cùng với nỗi niềm đó thì nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức đã gói ghém trọn vẹn qua những dòng nhạc thật lãng mạn trong tác phẩm Bờ Cát Trắng. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức hai tiếng hát của chính tác giả và nữ ca sĩ Thanh Trúc. Sống bơ vơ
Không khí sôi động của mùa hè, Diệp Thanh Thanh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phần trình diễn rất là đặc biệt của nữ ca sĩ Sheila qua nhạc phẩm Funkify. Chị Thịnh Hương có lấy câu hỏi em nè. Cái bài vừa rồi hát hay quá, Quỳnh Hương chưa bao giờ nghe cả. Vậy ai sáng tác bài đó vậy? Dạ đúng rồi, chị chưa nghe bài đó. Tại bài này là mới. Em sáng tác bài đó
Em sáng tác như vậy là em làm vừa nhạc vừa lời à? Dạ, một ngày em thức dậy em chưa có cái nhạc lời trong đầu mà em phải cảm ơn anh Sĩ Đan tại ảnh giúp em nhiều lắm với cái hòa âm, với cái arrangement của bài này. Như vậy chắc chắn là Sheila phải biết về nhạc lý rồi. Em học nhạc lý từ mấy tuổi? Em học hồi nhỏ cũng 7 tuổi em học lớp đờn, rồi sau đó em cũng hát choir, trong choir giống 10-12 năm. 10-12 năm yeah. Lận. Như vậy có dự định gì trong tương lai để mà có thể chia sẻ đến quý vị khán giả chúng ta không? Dạ, em cảm ơn chị hỏi câu đó. Em sẽ ráng cố gắng sáng tác bài mới hay hơn. Và em cũng cảm ơn quý vị khán giả yêu mến Sheila và ủng hộ Sheila trong mấy năm này. Dạ. Ý để xem có cái anh chàng đẹp trai hãy đem hai ly nước lại cho chị em mình kìa. Hi anh Gia Huy. Thì ra là Gia Huy. Ai mà ngờ Gia Huy ngày hôm nay làm cử chỉ đẹp quá trời cho chị Quỳnh Hương với Sheila vậy. Đó, đây là nước của Sheila này, nước của chị Quỳnh Hương này. Chị nói em lúc nào làm cử chỉ đẹp, em làm hoài, ngày nào mà em chẳng làm. Người đẹp trai thế này để mở mắt kính ra cho quý vị khán giả ngắm một cái coi wow. Nào. Như vậy sẵn Gia Huy ở đây thì Quỳnh Hương nhờ Gia Huy giới thiệu đến tất cả quý vị tiết mục kế tiếp được không? Dạ được, bây giờ Gia Huy xin được giới thiệu đến chị Quỳnh Hương và Sheila. Thì ngày xưa đó khi mà Gia Huy còn nhỏ, Gia Huy lúc nào cũng là hay theo dõi chương trình ca nhạc nào trên radio hoặc là trên TV. Và một người ca sĩ mà có cái giọng hát rất là cao và rất là... Tức là một trong những thần tượng của Gia Huy đấy. Dĩ nhiên rồi chị, rất là hay nữa. Thì đó là nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Ấy, thấy là người ta có con gái đẹp là bắt đầu nịnh rồi đó. Cái đó cũng có phải không Sheila? Không, em nịnh Gia Huy á. Cũng thật, có một phần phải không? Dạ phải, mà thú thật với chị là tại vì Gia Huy cũng như là cô Thanh Tuyền và Sheila đã làm rất nhiều cuốn video cho Trung Tâm Asia. Thì đó là cái niềm rất là sung sướng khi mà Gia Huy cùng được diễn với cô trên cùng sân khấu. Và kính thưa quý vị, hôm nay Gia Huy xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị một bài hát của nhạc sĩ Lam Phương, bài hát có tựa đề Biến Tình qua tiếng hát của nữ danh ca Thanh Tuyền. Nhưng mà còn thêm vào đó, ngày hôm nay Gia Huy có biết không, Quỳnh Hương phải bật mí trước đến tất cả quý vị khán giả là nữ ca sĩ Thanh Tuyền ngày hôm nay sẽ trình diễn rất là đặc biệt cùng với nhóm vũ công của Asia. Wow. Qua những nhịp điệu thật là nhịp nhàng nhưng mà cũng điêu luyện lắm chứ không phải vừa đâu, mà lại có mang một cái tính chất thật lãng mạn và thu hút. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Sóng vô từng lớp xa, bò tràn theo từng làn gió đưa. Một vòng trắng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biến giới tình em với anh hơn cả những vì sao đêm trao nhô lên cao chẳng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ đi đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ như giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim thank you.
mình cũng qua. Biển không biên giới như tình em với anh, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mơ. Và một lần nữa, dòng nhạc của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Đường Tình Nhiều Lối với tiếng hát của nam ca sĩ Bảo Tuấn. Dòng nước trong kiếp lầm than, anh chỉ làm sáng ngang cuộc tình. Khi yêu em, tình giấc mong manh như sương mai đọng trên lá cành. Càng yêu em thấy đơn côi, thôi yêu em thấy thân lạc loài. Hỏi người sao mãi ôm nhiều bóng hình. Anh nếu không anh, em vẫn còn nhiều cuộc vui. Không anh nếu không anh, em tựa vai ai gối. Dù dương dù lời tình ca ngân nga bao cung điệu say, đường tình nhiều lối em sẽ về đâu. Đắm giọt sầu cho tình ta đâu là bến bờ. Khóc ngày mai anh chỉ còn tương lai đợi chờ. Trong đêm mơ một cõi bơ vơ, mây giăng trên muôn lối mịt mờ. Càng yêu em bước chờ vờ, yêu em nên xác thân dài khờ. Rồi người sẽ mãi ở thờ với tình. Kiếp bọt bèo, anh chỉ làm hoen dòng nước trong. Kiếp lầm than, anh chỉ làm sáng ngang cuộc tình. Khi yêu em, tình giấc mong manh như sương mai đọng trên lá cành. Càng yêu em thấy đơn côi, thôi yêu em thấy thân lạc loài. Hỏi người sao mãi ôm nhiều bóng hình.
không anh, nếu không anh, em vẫn còn nhiều cuộc vui. Không anh, nếu không anh, em tựa vai ai gối. Du dương, du lời tình ca, ngân nga bao cung điều say. Đường tình nhiều lối, đắm giọt sầu cho tình ta đâu là bên bờ. Khóc ngày mai anh chỉ còn tương lai đợi chờ. Trong đêm mơ một cõi bơ vơ, mây răng trên muôn lối mịt mờ. Càng yêu em bước chờ vờ, yêu em nên xác thân dài khờ. Người sẽ mãi ơ thờ với tình. Không anh, nếu không anh, không anh, nếu không anh, không anh, nếu không anh, đường tình nhiều lối. Quý vị cùng thưởng thức sau đây một sáng tác mới của nhạc sĩ Trúc Sinh, nhạc phẩm mang tựa đề Trong Màn Đêm. Nhạc phẩm này được trình bày với tiếng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào của Lâm Thúy Vân. Vâng anh mưa rơi trong lòng với bao ngày tháng, nhớ anh em mong gần anh. Nhớ câu hẹn ước, nói yêu em hoài. Hỡi nhân tình hỡi, hãy nói sẽ yêu mình em. Ừ.
Thường thường những nhạc phẩm Việt Nam hay viết về những cuộc tình dở dang, chỉ ít khi nào mà chúng ta thấy viết về những cuộc tình trọn vẹn, như là từ lúc mới quen nhau nè, rồi yêu nhau nè, xong rồi cưới nhau, và rồi đến cái giai đoạn gay cấn nhất. Mình biết gì không? Giai đoạn nào? Ở với nhau đến lúc mà răng long tóc bạc. Giai đoạn đó mà Quỳnh Hương gọi là gay cấn hả? Gay cấn lắm đấy chứ không phải vừa đâu. Đúng rồi Quỳnh Hương ạ. Chứ nhiều khi mà đã sống với nhau răng long đầu bạc rồi đó, tự nhiên cuộc sống nó cứ trôi qua bình thản hoài thì nó nhàm chán, đời mất vui. Đời mất vui, đúng rồi. Anh Dũng nhớ cái câu chuyện này cũng dễ thương lắm, kể Quỳnh Hương nghe nhé. Vâng. Mời quý khán giả cùng nghe. Có một cặp vợ chồng nọ cũng sống với nhau răng long tóc bạc giống như Quỳnh Hương nói đó, là cưới nhau mấy mươi năm rồi. Thì một hôm bỗng cụ ông mới nổi máu lãng mạn. Thế đó. Muốn tìm lại những cái kỷ niệm đẹp thở hai người mới quen nhau, rồi yêu nhau, những ngày đầu mới cưới nhau. Cụ ông mới đề nghị cụ bà, nói là bà, tối hôm nay tôi hẹn bà ngoài bụi cây sau vườn. Ôi giời, tình tự thế đấy. Mình ra đó mình tâm tình kiếm lại kỷ niệm xưa. Thì cụ bà nghe nói cũng hay hay, nhận lời cụ ông. Tối hôm đó tới giờ hẹn, cụ ông ra ngoài bụi cây trước. Vâng. Ông đi vô bụi cây ngồi đợi. Đợi hoài sao không thấy. Trời càng lúc càng khuya, phần thì mũi cắn. Cụ ông nóng ruột quá mới đi vô nhà kiếm cụ bà. Đi vô nhà, vô phòng, thấy cụ bà đang nằm trên giường ngủ. Ôi trời, để cho cụ ông leo cây ngày, chỉ vì ham ngủ thôi hả? Ngáy ngon lành. Cụ ông mới khều khều cụ bà vậy, hỏi nè bà, bộ bà không nhớ tối nay mình có hẹn sao? Tại sao không ra để tôi ngồi chờ muốn chết vậy? Thế rồi cụ bà trả lời làm sao anh? Cụ bà lúc đó mới ngồi dậy, mới cười móm mém ha, mới nói tôi nhớ chứ, nhưng mà tại má không cho. Tội nghiệp không? Tại vì má không cho nên là cụ bà đành để cho cụ ông leo cây. Phải không? Nhưng mà nhờ có cái đó, nhờ cái cách cố tình của cụ bà mà nó có vẻ thơ mộng lại tí. Nhắc lại những cái kỷ niệm xưa phải không? Lúc mà hai người mới yêu nhau vào manh hả? Nhưng mà nãy giờ chúng ta cũng nói nhiều về những cuộc tình rồi. Thì chắc là anh cũng công nhận với Quỳnh Hương, khi mà yêu nhau đó, người ta có những cái lối tỏ tình khác nhau. Thì cho Quỳnh Hương hỏi anh Dũng chứ, anh Dũng có bao nhiêu lối tỏ tình? Có thể chia sẻ ở đây để cho các bạn trẻ có thể học hỏi và rút kinh nghiệm được không? Quỳnh Hương làm như là anh Dũng nhiều tình lắm vậy. Ai mà biết được cái điều đó? Quý vị chắc là cũng đoán được biết bao nhiêu số rồi phải không ạ? Nhưng mà đúng, có nhiều lối tỏ tình khác nhau. Có người thì tỏ tình qua thư từ, có người thì gọi điện thoại, còn có người nhát hơn nữa đó thì lại tỏ tình, không dám tỏ tình trực tiếp mà phải nhờ người khác nói dùm. Phải nhờ người khác nói dùm. Nhát như vậy đó. Nhát như vậy. Từ nãy giờ Quỳnh Hương hỏi anh thì anh không có trả lời cái phần của anh đi, mà anh cứ nói toàn là người này, người kia, người ta. Thế còn cái phần tỏ tình của anh như thế nào? Nếu mà là anh Dũng đó ha, thì anh Dũng đến chặn đường, nói toạc con heo. Chặn đường người mình yêu. Có nghĩa là anh sẽ chặn đường và chắc chắn là không cho người yêu của mình né tránh được, phải đúng không? Như vậy là người ta nói là gì anh biết không? Là gì? Vừa đánh vừa đàm. Có biết cái câu đó không? Thì đúng rồi, nói sao cũng được, nhưng mà anh Dũng làm vậy để cho mấy cổ hết từ chối. Hết từ chối, hết từ chối cái tỏ tình của anh đó hả? Bởi vậy có nhiều người đó, yêu thì tha thiết lắm, nhưng mà rốt cuộc không bao giờ dám tỏ tình. Như vậy là suốt đời ngậm đắng nuốt cay hay sao đây? Cho nên là người ta mới có cái chữ là tình câm đó Quỳnh Hương. Tình câm. Bây giờ khi mà anh nhắc đến tình câm thì chắc là Quỳnh Hương cũng nên mời quý vị thính giả thưởng thức, cũng như là lắng nghe nỗi lòng của nam ca sĩ Duy Linh, có một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang với tựa đề Tình Câm. Tình yêu không rơi tuyến, sao tôi cứ phân vân, không dám trao em, không dám trao em bao điều trong tim. Tình yêu không biên giới, sao tôi cứ bâng khuâng, không dám trao em, không dám trao em câu nói tâm tình. Tình yêu muôn đời cầm đi, dù cho tim mình vỡ tan. Tình yêu
yêu em, dẫu cho tôi tha thiết yêu em, tha thiết yêu em chỉ bằng con tim. Tình yêu như mũi dao xuyên qua trái tim tôi, ôi trái tim đau, ôi trái tim đau, đau suốt một đời. Chào em, bao điều trong tim. Tình yêu không biên giới, sao tôi cứ bâng khuâng, không dám chào em, không dám chào em câu nói tâm tình. Tình yêu muôn đời cảm ní, dù cho tim mình vỡ tan. Tình yêu muôn đời chôn kín, vào sâu trong đáy tâm hồn. Làm sao tôi dám nói yêu em, dẫu cho tôi tha thiết yêu em, tha thiết yêu em chỉ bằng con tim. Tình yêu như mũi dao xuyên qua trái tim tôi, ôi trái tim đau, ôi trái tim đau, đau suốt một đời. Kính thưa quý vị, chương trình Dạ Vũ Trên Biển Xanh do Trung tâm Asia thực hiện. Xin được hân hạnh giới thiệu đến cùng quý vị phần trình diễn của một nữ danh ca rất quen thuộc với chúng ta. Hôm nay chị sẽ gửi đến chúng ta một nhạc phẩm đã được nhiều người biết đến và ưa thích trong suốt nhiều thập niên qua. Đối với riêng anh Dũng đã từng thưởng thức giọng hát này rất nhiều lần. Thế tuy nhiên mỗi lần nghe lại, anh Dũng lại cảm nhận được những nét mới qua kỹ thuật thể hiện bài hát của chị. Mời quý vị cùng thưởng thức Bay Đi Cánh Chim Biển, sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, với giọng hát Khánh Hà. Tay và tiếng gió.
một lần cuối. Sẽ do một nam ca sĩ trẻ, đẹp trai lắm. Anh cũng là một số khám phá mới của Asia. Kính thưa quý vị, đây nam ca sĩ Lê Tâm trong nhạc phẩm It's So Easy, nhạc của Trúc Hồ, lời Trúc Hồ và Lê Tâm. Fall in love
Lâm Nhật Tiến, đi đâu mà vội vậy? Ngồi đây Quỳnh Hương với lại anh Dũng có chuyện hỏi Lâm Nhật Tiến đây. Chuyện gì chị cứ tự nhiên hỏi. Cứ tự nhiên hỏi phải không? Hỏi chuyện gì cũng được phải không? Lúc nãy khi mà Lâm Nhật Tiến hát cái bài Dối Gian á, thì trong đó nghe có những cái câu rất là lạ, chẳng hạn như là đôi môi xinh dối gian nè, rồi đôi môi ngoan bạc tình, đôi môi ngoan bạo tan. Nghe trời ơi sao mà lắm môi thế. Thế thì bây giờ hỏi Tiến chứ, một trong những cái đôi môi đó có vướng vào chưa? Dạ chắc có rồi đó chị. Có rồi hả? Có rồi. Tiến nói thiệt hả? Nhưng mà em nghĩ là những đôi môi này là chắc là chỉ là trong những bản nhạc em hát thôi. Nhưng may mắn cho em là thật sự ngoài đời thì chưa. Là vì em chỉ gặp những đôi môi dễ thương của khán giả yêu mến mà thôi. Người này sao mà khôn quá. Nhưng thế mà là chưa? Ý là Tiến nói là Tiến chưa có gặp những cái đôi môi bạo tàng, những cái đôi môi dối gian, mà chỉ mới gặp những cái đôi môi ô mai thôi chứ gì. Dạ đúng rồi. Lại nhắc đến đôi môi ô mai nữa, cái anh Dũng này nè, rồi tới anh Lâm Nhật Tiến này, là hai người từ nãy giờ chỉ thấy nói chuyện về đôi môi không thôi thưa quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì Kỳ Hương phải chia sẻ đến tất cả quý vị cũng như là anh Dũng, là Lâm Nhật Tiến ngoài là một ca sĩ hát rất là hay, anh lại còn có cái tài ăn nói lưu loát, hoạt bát, là một người rất là vui tay. Định cho em đi tàu bay giấy và muốn gì thì nói cho rồi và đặt giả bộ. Anh cũng biết rồi. Chị Quỳnh Hương định nhờ Tiến giới thiệu tiết mục kế tiếp đó mà. Nói chúng tim đen người ta hết. Và để trở lại với chương trình, Lâm Nhật Tiến xin thay mặt chị Quỳnh Hương và anh Dũng giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt rất trẻ, rất dễ thương, một tiếng hát đang được giới trẻ khắp mọi nơi yêu mến. Kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên đến với Trung tâm Asia. Nữ ca sĩ Tú Quyên sẽ trình bày một bản nhạc Pháp được viết lời Việt bởi nhạc sĩ Phạm Duy. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát Tình Cho Không với tiếng hát Tú Quyên. Thank you.
Chào Tú Quyên. Chào anh Dũng. Bài hát vừa rồi em trình bày rất là sống động. Nhưng mà anh muốn hỏi một câu hỏi này. Dạ. Em chắc chắn như vậy hay sao? Chắc chắn cái gì anh? Em chắc chắn là không bán mua tình yêu. Đương nhiên rồi anh, tình yêu đâu thể đem ra bán mua được. Tại sao vậy? Thì để Quyên kể cho anh nghe một câu chuyện nho nhỏ thì anh sẽ hiểu ngay. Là có một anh chàng kia, anh yêu mê mệt một cô gái xinh đẹp. Và anh chàng ta thử đủ mọi cách để thuyết phục cô này yêu lại anh ta, nhưng mà cô này cứ từ chối hoài anh. Anh kiếm cách nào được không? Thì anh ta mới kiếm cách đó. Là anh ta lấy tiền để mua chuộc tình yêu của cô ta. Vâng, rồi xong anh này mới vay nợ. Anh ta đi cầm đồ bán đạc. Và anh ta đã mua được một chiếc Mercedes mới toanh để tặng cho cô ta. Ồ, vậy thì tuyệt rồi, chắc là cô nhận ngay chứ gì em ha? Chưa đâu anh, cô lại không nhận chiếc Mercedes mới chết. Không nhận chiếc xe? Cô ta không nhận chiếc Mercedes mà anh ta cũng rất buồn và anh ta nói rằng thôi, anh đã mua cho em chiếc xe này, anh đã trả tiền hết rồi và giấy chủ quyền cũng tên em. Chủ đáo. Dạ, thôi em nhận cho anh vui đi. Dạ. Vậy rồi cô nhận không? Cũng chưa nhận anh. Cũng không nhận? Dạ không. Cô này thẳng thắn. Dạ, cô này cũng thấy hơi tội nghiệp anh ta và cô nói rằng thôi thế này, anh đã lỡ mua cho em chiếc xe rồi thì bây giờ thôi anh bán rẻ cho em đi. Thì anh này mới trả lời rằng ok, bán rẻ cũng được, anh lấy 50 đồng tượng trưng mà thôi. Thì cô này mới nhận, cô này nói ok, móc túi ra lấy tờ 100 đưa cho anh này. Anh này cũng móc túi ra lấy 50 để thối lại cô ta. Nhưng cô ta xua tay, cô ta nói no, thôi anh khỏi thối. Sao vậy? Anh chàng sòng phẳng thì cô phải chấp nhận chứ. Chưa đâu anh. Anh, cô ta không chịu thối mà cô ta lại còn nói về chứ. Cô ta nói thôi anh đừng thối em 50 đồng, thôi anh lấy 50 đồng này, anh mua cho em thêm một chiếc Mercedes nữa là được rồi. Anh Dũng cũng không ngờ là Tú Quyên lại có máu tếu lâm như vậy đó. Cảm ơn anh. Lần sau nhớ kể thêm cho anh nghe một câu chuyện khác nha. Dạ vâng. Chuyện vui đó, vui vui giống vậy nè ha. Dạ. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị, có một ca sĩ đã thành danh từ giữa thập niên 60 và tiếng hát của anh càng ngày càng thêm điêu luyện. Có lẽ vì điều này mà tên tuổi của anh đã được mọi người nghiễm nhiên công nhận, đó là một biểu tượng của nghệ thuật. Thưa quý vị, và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm lừng danh của Ý, nhạc phẩm với tựa đề Amor, qua sự trình bày tiếng hát nam danh ca Tuấn Ngọc. Tình yêu là vừa đi nước mắt hay im tiếng cười, tình đó làm cho ta quên hết
Người nghệ sĩ thật tài hoa, những nhạc phẩm do anh sáng tác mang nhiều tính chất trẻ trung và mới lạ. Và hơn thế nữa, anh lại là một tay keyboard thật điêu luyện cùng với một giọng hát thật truyền cảm. Những sáng tác của anh hầu hết được quý khán thính giả khắp mọi nơi yêu chuộng và khen ngợi. Chúng tôi muốn nói đến nhạc sĩ Sĩ Đàn. Và ngày hôm nay, anh sẽ trình bày một nhạc phẩm do chính anh sáng tác, mang tựa đề Những mảnh vỡ của tình yêu. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Với những đam say chìm mến, với bao yêu thương chảy mãi trong tâm
Kính thưa quý vị, nhắc đến những ca sĩ trẻ vừa xuất hiện trong những năm gần đây, có lẽ trong chúng ta không ai là không biết đến hai tiếng hát của Mạnh Đình và Phi Nhung. Mỗi người đều đã tạo dựng được riêng cho mình một thế đứng rất là vững vàng trong lòng giới mộ điệu. Đặc biệt hôm nay, chúng ta sẽ được thưởng thức sự kết hợp tuyệt vời giữa hai tiếng hát này trong một nhạc phẩm mới nhất của nhạc sĩ Lê Đức Long, với tựa đề cũng đặc biệt không kém: Vạn điều em muốn nói, một điều anh muốn nghe. Và thưa quý vị, đặc biệt hơn nữa, trong cách trang sức cũng như là cách phục trang, cách chải đầu, chúng ta sẽ nhìn thấy thoang thoáng một nét nào đó của nữ tài tử Audrey Hepburn qua hình dáng của nữ ca sĩ Phi Nhung. Và đây, phần trình diễn của Mạnh Đình và Phi Nhung. Quý vị đang thưởng thức chương trình Dạ Vũ Trên Biển Xanh do Trung tâm Asia thực hiện. Bây giờ trở lại với chương trình, mời quý vị và chúng tôi cùng thưởng thức một bài thơ của Nguyễn Anh Tuấn đã được nhạc sĩ Trúc Hồ phổ nhạc. Nhạc phẩm mang tựa đề Anh Đi Về Nơi Đâu. Nhạc phẩm này được trình bày với tiếng hát Yến Phương. Anh đi về
Tiết mục cuối cùng của chương trình, anh Dũng và Quỳnh Hương xin phép được thay mặt cho Trung tâm Asia cùng toàn thể anh chị em nghệ sĩ gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đã thương mến và ủng hộ Trung tâm Asia trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng xin được cảm tạ tất cả các chuyên viên, các nhân viên kỹ thuật, quý vị mạnh thường quân đã hết lòng giúp đỡ để hoàn thành bộ video này, và xin hẹn gặp lại quý khán thính giả yêu mến của Asia trong những bộ video kế tiếp. Và thưa quý vị, tiết mục cuối cùng của chương trình sẽ là phần trình diễn độc đáo của nam danh ca Elvis Phương qua một nhạc phẩm ngoại quốc rất nổi tiếng từ nhiều thập niên qua, được viết lời Việt bởi nhạc sĩ Anh Bằng. Phần trình diễn của nam ca sĩ Elvis Phương và nhạc phẩm Tequila. Tequila. Sinh tố hồng đào tiên cho mắt môi em hiền, cầm tay ta nhịp bước siêu nhau, vòng tay ân cần dưới đèn muôn màu, đèn như sao đẹp giữa biển khơi, ta sẽ không bao giờ lẻ loi như gió yêu mây trời. Đời buồn ta cứ vui, đời tan ta cứ tươi, đời được vui mấy mươi, nâng cho hương yêu đang vui, nhìn xa muôn đời sống ngày vui. Cho trái tim đôi mình, đời buồn ta cứ vui, đời tan.
đời buồn ta cứ vui, đời buồn ta cứ cười, đời được vui mấy mươi, mang đi cho người yêu đam đuối. Cho tiếng ca bên đời mong manh, cho trái tim